Ê, em đang nói bơm nè, em đang nói bơm nè. Không biết nó đang làm gì nữa. Chạy thôi mấy trời. Chạy ơi, chạy ơi, chạy ơi, chạy ơi. Hèn vô, hèn ngô, hèn vô. Tôi là hèn hao hóa hèn. Ý hả, thái quá trở thành em bé hả? Đúng, gạo. Sao nhỏ xíu vậy? Nhỏ xíu ơi. Ê quên, cái giọng của tôi không phải vậy, phải vậy nè. Ngô. Giọng này mới đúng nè. Trời ơi, tôi nghe nói là cái làng Sinh Cố này trông trẻ giỏi lắm đúng không? Đúng rồi. Đúng. Đúng rồi. Trông trẻ. Trông trẻ. Trông trẻ giỏi thì giỏi trông cui ơi. Thằng bữa tôi nghe thằng H1 H4 qua đây nó được trông trẻ, được dạy rồi được chơi rồi vui lắm không? Ờ đúng rồi. Được chơi rồi được dạy. Có cô giáo Nabi à. Trời ơi, thầy giáo Tô Gà, thầy giáo Quy, thầy giáo Anh với thầy giáo Sầu Riêng á. Wow, xịn như vậy luôn sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Sợ cái vậy, tôi là em bé mà sợ cái vậy có cái gì đâu. Đậu thử nghiệm thôi. Ê, phải không vậy? Chán xấu à? Mày muốn chết đúng không? Có bé an toàn á. Ôi bây giờ an toàn rồi. Đừng có khóc được. Chị Trung Hậu Trung Cổ biến chi rồi á. Ờ sao biết vậy? Trời ơi cái gì mà tôi không biết. Trời được rồi vậy thôi bây giờ chúng ta đi ăn kem ha. Ghét gô. Đi. Giờ chắc Hậu Trung Cổ xin chạy qua giờ biến chi Linh. Đi nha mấy nhóc. Ôi dạ. Ôi dạ. Đi mấy chị ơi. Đi giọng lại ai ơi. Đi ơi. Đi mấy chị ơi. Đi vô siêu thị là vô siêu thị đi. Ủa mấy chị cho mấy ông kia đi heo hả? Đâu cho đâu, tự nhiên tụi tự đi mà. Ai cho đi đâu, trời ơi đi heo đáng gì trời. Đi về đi. Đi về đi, phóng chạy từ đầu vậy. Giờ qua trong đây đâu có bán kem đâu, mua nguyên liệu về làm kem đi chị Nó Bi. Ai mua nguyên liệu về làm kem hả? Hay cũng được á. Được không? Mua về làm kem cho nó vui. Ủa mày năm nay mấy tuổi vậy? Em năm nay hả? 3 tuổi. 3 tuổi. Trời ơi. Đúng gạo 3 tuổi thôi. Ở bên thế giới của em có hi hạt khác không? Đó, thế giới này là của em và em có quyền đi với chị. Bật sắc tất cả đèn xanh, em chạy thật nhanh. À, bé. Cái sổ chị ơi, chứ em làm gì có tiền mà trả. Trời ơi. Trời ơi, được rồi, bây giờ đi qua nhà của nhà đối diện cái siêu thị luôn em. Wow, ngôi nhà màu kiếm xì quắc này hả? Đúng rồi. Vô nhà màu làm kem cha. Quẳng quá răng. Đâu có cái kem gì. Có thằng này nó đứng nó canh đùa mừng rồi à. Ra đây nó nghe này nè. Ở ra ngoài hả? Đúng rồi, ra đi. Ôi, ra đi. Em đi ra ngoài xíu nha hai chị ơi. Ok, em đang bận làm kem mà đang gắt muối mè. Ok, đi. Dẹp xua. Kem chảy á. Sao cô? Bây giờ vậy. Hổ nha. Đâu. Vậy. Ôi, nói chứ bây giờ vô xin cho anh vài cái kem được không? Trời ơi, nóng nực của anh quá. À đồ. To cái nịch. À đồ. Thằng nhóc này. Wow, kem này ngon quá vậy. Ngọng ngon quá chị, ngon á. Còn nữa, ăn đi. Kem này luôn hả? Ngọn. Ai cream Icano biến chiêu linh cream. Không biết, em ra đây hàng H1 H4 kia em qua đây có mấy người ở đó dạy học gì từ lưa chơi vui lắm nói vậy á. Bây giờ sẽ xong rồi. Bây giờ chị nói em nghe cái này nè. Có một chuyện chị muốn nhờ em giúp chị, em làm được không? Nói gì? Là có một chuyện á, là nữa tụi kia nó hiếu tiền nét của chị, nhưng mà ngày nào cũng qua cái tiệm nét của chị nó chơi, nó không trả tiền á, nó quỵt luôn. Cái tiệm nét của chị là ở hướng này nè. Mà chị muốn cô làm gì? Mà đâu nít nó làm gì được. Thu, tụi nó nói là cái nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ nên là hù tụi nó đi. Hù tụi nó có gì đâu mà sợ. Sao vậy? Có cách nào để lấy lại được tiền không? Không biết. Trời đất ơi, để chưa? Bây giờ thôi dạy nó đi, dạy nó cách để lấy lại tiền đi. Dạ nha. Ok. Rồi, thôi giờ mình sang bằng nhà chị sang bằng cái cây piano của chị gì đi. Chị dạy mình dạy ở ngoài hồ bơi nè cho nó mát. Trời ơi. Dạy ở đâu ngăn lên. Ra đây. Trời. Đúng rồi. Đây, chúng ta muốn trả thù mấy cái thằng kia, chúng ta chỉ có hai cách thôi. Hai cách. Ui vậy? Đây chính là em sẽ đặt TNT dưới nhà tụi nó xong cho tụi nó đổ cái đùng mất luôn cái nhà. cũng được á, nhưng mà sao vẽ xấu vậy chị? Trời đất ơi, người ta vẽ minh họa thôi, mình cần cái là mình làm ở ngoài nó thành công, hiểu không? Vẽ okay. Không có quay. Dạ, rồi cái thứ hai thì sao chị nó Bi? Đúng rồi, cho cái thứ hai đi. Cái thứ hai là mình rồi lửa mình đốt nhà đó, mình vô thẳng luôn. Thôi rồi, đốt nhà người ta luôn hả? Đúng, kế hoạch chúng ta làm ra chúng ta phải làm đàng hoàng, hiểu không? Ủa nhưng mà những cái nguyên liệu đó chị có chưa? Đúng phải rồi bé đó chứ. Chị phải đưa cho em chứ gì em mới có thể làm được chứ. Có rồi, nhưng mà đầu tiên đi giấu cái này. Trời ơi, nhảy mũi luôn. Đi vô nhà. Đúng rồi, đi vô nhà em ơi. Ủa chị mà mấy người kia sao quậy dữ lắm hả chị? Đúng rồi, tụi nó trong làng này nè, tụi nó không có thích trẻ em đâu. Vậy mấy thằng này léo rồi, gặp đó em là tới công chuyện rồi. Do nó còn quậy nữa, tối ngày nó đốt nhà chị đang đi hoài à. Có TNT hả chị? Đúng rồi. Đừng đụng vô cái căn nhà màu tím vậy, căn nhà màu xanh nước biển của chị nha. Đâu em cái căn nhà màu xanh nước biển bên kia. Ê, thằng kia nó nhìn mình kìa. Ê, căn đó của thằng Quy. Màu chị nhạt chắc hơn nha. Nó nhận mình kìa. Nó nhận thôi chứ nó không hiểu mình đã làm gì đâu em, nó ngu mà. À vậy hả? Ok, vậy bây giờ chúng ta thực hiện nhà của ai đây? Còn cái này nữa nè, còn cái này nữa nè. Ủa còn cái gì? Còn cái gì? Thằng đó nhìn chị thôi, thực hiện nhà nó đi em. Ủa nhưng mà chị có cái gì gọi là đào đất để mình đi xuống hầm không, giống như hồi nãy á? Đó, mình đi xuống chị có. Đây là có rồi. Đi thôi, qua nhà ai đây chị ơi? Được rồi, bây giờ chúng ta đi vô thẳng nhà thằng của Xanh Dương đi. Ok. Được thôi. Đây, cậu đi. Ủa nhà có nước không à? Vậy nhà nó nước không vậy? Chị có cái gì hút nước không? À, chỉ có bọt biển á. Rồi. Vậy vậy nước nào đó nè. Gì nước? Con nghe cái tiếng nó chạy. Có khi nào cái này là cái gì? Nước trong cầu tiêu của nó không chị? Trời, chị không biết nữa, đào thử đi. Trời ơi, làm sao là chết rồi, em bị sặc nước rồi. Chết rồi, cái bọt biển này. Được rồi. Em tìm qua đường khác rồi, đợi chị đó lâu lắc quá. Đây. Chị có cây đuốc hay gì cho nó sáng lên không chị? Tối húi à. Mình đào hầm bự không chị? Lên bự đi em, để mình đặt cho nó nhiều á. Ok. Phụ em đi, đào hết cái đống này ra thôi nào mấy bạn. Cùng với lại em bé ở nhà tao hỏa đào nè. Rồi còn nước kìa. Lỗ, vậy chúng ta đào qua bên đây. Đó, đào hướng này. Được chứ chị. Bơm thôi. Chưa, vẫn còn nhỏ lắm. Chưa hả? Nhiều với. Trời này còn nước quá trời là chị dâm. Chị không đặt nước là tí nó nổ không được đâu. Nhăn lên. Rồi. Chị đi chị ơi. Chị đi đút nước nhà nó hết. Bầm. Có gì đây nè? Còn băng lóc luôn. Lóc của nó đó. Nhiều vậy. Đừng đi lên. Nhăn lên. Theo em. Ok. Ủa đâu rồi? Bơm đâu rồi? Rồi rồi. Đây em đang nói bơm nè, Không biết nó đang làm gì nữa. Chạy thôi mấy trời. Chạy ơi. Wow, bom. Ê, chạy về nhà giả ngu chị ơi. Nhăn lên. Nhăn lên về nhà giả ngu thôi chị ơi, nhăn lên. Rành quá vậy nè, rành vậy giả điên nữa. Nhăn lên. Rồi. Ôi, hôm nay ngồi hóng mát đi. Nó banh cái nhà rồi. Lăn. Cái gì vậy? Ủa nhà bên kia bị cái gì kìa? Ủa bị cái gì đó là âm mưu phá nhà mày rồi đó Huy ơi. Ông nghĩ luôn hả? Gì vậy? Không phải à nghe. Mày đặt cái gì? Tao ở trên lầu nhà mày nãy giờ chơi game với mày tình lao nữa. Mày thấy ở đây không có mặt ai, thằng Tô Gà, thằng Naki, thằng Đúng rồi. Đi theo nhiều chuyện mấy chị ơi. Mấy thằng đó quậy đó, ở ngoài em đâu à. Em không biết gì hết trơn, ngồi nhà em hóng gió á. Cái gì nổ bự vậy tao là đứt dẻ quen. Mày đừng có giả nai nữa, mày vừa mới đánh con nhà Huy đúng không? Mày mới đi vệ sinh xong mà. Ôi. Làm lại vụ gì ồn ào vậy? Ơi. Âm mưu thứ hai. Á thằng này. Ôi. Vụ gì vậy? Mày phá nhà mày không biết gì đâu rồi. Còn thằng hai chi nữa. Thôi chứ, đem nó đi. Ai cái gì ai bình tĩnh nha. Ở nhà. Anh Huy. Ở đây nè. Em được măng mối rồi. Ngon luôn. Măng nhà tôi giờ. Ăn Tô Gà giấu quá trời TNT sau đây luôn. Hay chưa. Phá nhà nó luôn, cho banh nhà luôn. Dám phá nhà người ta. Đốt luôn. Rồi. Mày tự phá. Rồi, ba luôn rồi. Đây mày phá nhà tao trước đi. Tụi nó đi lỏng nhau vào kìa. Vậy giờ vậy trời, mình tranh thủ, mình làm cái gì đó đi. Anh Tô Gà, Cái gì? Thằng kia phá nhà tao rồi. Tóm hia. Đờ heo. Anh muốn mua hàng cấm không? Mua hàng cấm đây làm gì? Trả thù nè. Trời bán đi. Được. Đô. Có tiền không? Với ba mới đổ nhà rồi chưa có tiền xây nhà nữa. Trời ơi, bây giờ phải có 1.000 đô trả ra xây nhà sao? Trời ơi, đúng rồi, mình trả tiền trả hù chứ. Đó. Mình có suất rửa không à? 1.000 đô đi. Ừ, 1.500 đô à. Thôi, 900 đi, 900 cũng được. Trả giá nữa. Lộm tiền, chị ơi, gẫm tiền. Rồi nghe. Đốt nhà nó cho em. Mày con chết mày rồi con. Mày đốt mất nhà rồi, qua đốt nhà mấy anh kia đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đốt nhà tao mất ngay. Rồi đốt hết đi. Mày đi phá nhà người ta. Những cái mày mướn của mày già bị đớn mà cũng những em ngoại lên. Hai em khôn không? Mày khôn số 1 mà không ai khôn số 2 đâu nghe. Lại cho tao. Đốt nhà. Ôi ơi. Rồi. Anh Tô Gà. Ủa ai kêu đây vậy? Cái gì? Nhân lương, vô đây. Heo kêu hoài vậy. Cái gì? Nhà của tàu hủ rồi là xài bằng gạch không có đốt được. Ủa giờ sao giờ hết tiền rồi. Mua hàng cấm không? Mua nó hết tiền rồi. Trời ơi cái này bán rẻ thôi có 500 mà. Nhiêu? 400 đi. Ok luôn. Ủa, trả hoài. Rồi, đây nè. Trời ơi là trời. Rồi, gọng tiền mấy chị ơi, gọng tiền. Nó mày đốt nhà tao bằng gạch thì đốt sao vậy? Trời ơi, chắc là hết luôn rồi. Ơi. Bông xịt rồi. Rồi chồng. Đổ bay. Mấy chị rồi. Mấy chị. Dừng lại. Đi tìm anh Huy nhanh lớn. Huy ở đâu? Bây giờ này. Ủa, mày phải Huy không? Ủa, anh Huy rồi nè, chị để anh Huy kìa. Ăn lớn. Ăn Huy. Ê da. Tranh thủ quá trời đó hả? Trời ơi, tao tức quá trời. Ăn Huy. Đúng rồi, Tô Gà kìa đặt bom nhà tàu hủ nổ bắn gần làng luôn. Đó, đi tao đó, tao biết liền là đó rồi. Bây giờ làm sao hết vũ khí để phá? Mua đồ cắm không? Có bán. Không có em. Cho em 1.000 đô. Nhiều vậy? Ui. Đó, xuống nữa. Mời. Đó lấy. Anh phải trả tù bằng tiền cái này. Đủ rồi, 10 cờ. Đủ rồi chạy. Rồi nha, chết mày rồi con, thằng Tô Gà tới dưới đâu. Ôi ơi, chào thằng này tao ơi vậy. Quất eo ơi. Mày. Ôi, làm gì mình. Đi ra bơi ơi. Thôi chúng ta đi suy nghĩ cái mặt hay thôi nha ơi. Bây giờ đó là tụi nó đang rất là cay cú nhau cái vụ mà phá nhà. Qua nhà khác đi em. Nhà tụi nó gần tụi nó quá. Đúng rồi, đi qua mình làm nhà khác khỏi nhà lớn. Đi. Em nghĩ giờ phá nhà của thằng màu đỏ đi, trong ngoài thằng màu đỏ nó sẽ đổi thừa cho thằng khác nữa, đánh lộn nữa. Hay là tụi mình đặt bom xong rồi mình làm cái mức kích hoạt mà tụi mình không có kích hoạt đầy đủ chứ. Em hiểu rồi. Cho em gọi là đá đỏ với lại mấy cục đi em làm cho. Trời ơi, em giỏi lắm. Đây xuống đây nè, để em xuống đây em đào. Thấy bà đủ ngó với em rồi. Có nè cái gì nè, cái nhà vệ sinh hả? Trời ơi, nhà vệ sinh gì bự dữ rồi trời. Ôi ai đào em lọt xuống luôn vậy trời. Đây, heo em, mình sẽ đi vòng quanh thế giới nghe. Này, nhà này ngộ quá à. Trời ơi, đợi mấy chị ơi. Đá đỏ nữa. Em đá đỏ đi chị nè. Đi ra. Để chị đi ra chị lấy đá đỏ. Ok đi ra đi để em đặt cái anti ở đây cho. Rồi. Ê, hết hồn chưa? Đi lên chị giùm ơi. Nè, chị đưa đá đỏ cho nè. Chị đi lên em đang đặt cái anti mà. Trời ơi, chị đưa cái này là chết. Cái này đổi ra được cái này. Chị cho em một cái máy chuyển á, cái máy mà máy đá đỏ. Đúng rồi. Không, cái hai cháu thôi là được rồi. Đó. Hai cháu nè. Rồi. Rồi rồi rồi, đi đi đi. Ê cho thêm cái hai cháu nữa mấy chị ơi, cho nhiều cái hai cháu lên. Hả? Bây giờ đặt nè, đặt đường đi nè mấy chị. Đó. Hả? Bây giờ nè, em chỉ cho mấy chị nha. Mấy chị cứ canh là cái chiều của nó, chị sẽ đặt sao cho cái mũi tên nó đi lên nè, chị thấy không? Đó, nó hướng về hướng mà cái TNT á, thì em sẽ đặt cái này xong rồi chị canh canh xa xa là chị đặt một cái cục đó vô là được. Chị nha, biết không vậy mấy bà nào? Trời ơi, vẫn còn cái lộn kìa. Không phải tôi nha. Đừng có lộn tôi nha. Mày phá nhà tao trước mà, ai làm gì đâu mày. Tao không phá nhà mày đâu, tao mới nổ mày nè. Đánh từ lưa vậy. Thôi trời. Múa gì? Mày múa gì? Múa gì? Múa gì? Đâu đây, đâu đây. Cho mày gặt luôn. Đây là mày bùm. Trời ơi, cãi lộn bắn nhau ì xèo mà không quan tâm tới mình luôn kìa. Mình chỉ cứ đặt tiếp thôi. Rồi, cái này này. Ôi giời, đánh lộn nhau ì xèo luôn. Rồi ôi giời. Mấy chị sao rồi mấy chị? Chị đang làm đây, chị nói xong rồi. Trời ơi, làm xa xa ra không cần thiết phải vậy đâu, xa cũng được. Mày vô đây, Xong chưa mấy chị, Rồi chị cho em cái bảng đi, cho em cái bảng ghi chữ á. Cái bảng ghi chữ á. Nhăn lơn. Người ta thấy bây giờ, ủa tụi nó lôi ra chỗ khác nó lộn rồi. Tao thách tụi mày gạt vào cái này đó mấy thằng chó. Được rồi, đi. Đúng trốn. Rồi. Gì ta? Là không đâu rồi. Rồi em nhỏ xíu mà em trốn bằng một cái bờ lóc luôn nè. Rồi tiếng là đâu đây? Có gì nè? Ủa cái gì kìa? Tao thách tụi mày gạt vào cái này đó mấy thằng vậy. Ê đi coi phim mấy chị, đi coi phim. Tao giỡn ở đâu vậy? Ủa là sao? Giỡn ở đâu vậy? Rồi happy new oh yeah. Dạ. Dạ nổ vậy. Nhà hai chi nổ rồi. Ơi, coi hình như cái này cái nhà hai chi nữa. Lên mày coi thôi. Trời đất ơi. Wow. Nổ mất kêu luôn. Hồi nãy tao thấy thằng cầu hữu gạt đầu tiên nè. Có kìa tao không biết gì hết. Ơi. Tao gạt thôi tao không biết gì hết. Dữ rồi mấy chị ơi, thôi tụi mình đi chơi rồi. Đi.